Một nhà khoa học đang ngồi trong phòng thí nghiệm của mình. Để thực hiện một thí nghiệm thì cánh cửa đột nhiên mở ra và một người đàn ông cao lớn, mũi nhọn bước vào. Đó chính là vị tướng giám sát toàn bộ chương trình của anh. Nhà khoa học vội vàng đứng dậy và chào vị tướng. Vị tướng nói với nhà khoa học rằng anh không cần phải câu nệ tiểu tiết và anh ta được giao một nhiệm vụ mới. Trước khi nhà khoa học kịp hỏi xem anh sẽ làm gì thì vị tướng khẽ vẫy tay và hai người lính xuất hiện ở cửa. Họ đang khiêng một chiếc hộp kim loại lớn và từ biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt của họ có thể thấy rõ rằng chiếc hộp rất nặng. Hai người lính đặt chiếc hộp xuống chiếc bàn gỗ của nhà khoa học với một tiếng động mạnh rồi lùi xa khỏi nó. Nhà khoa học nhìn qua chiếc hộp cồng kềnh được mang đến cho anh và thử hỏi không biết thứ gì ở bên trong. Hãy hết sức cẩn thận với thứ này, vị tướng nói trước khi trao một tập tài liệu đầy ắp giấy tờ cho nhà khoa học. Nhà khoa học không biết nên trả lời như thế nào, đưa tay chào vị tướng, rồi ông ta quay gót đi ra khỏi phòng thí nghiệm của mình cùng với hai người lính. Nhà khoa học xem qua tập tài liệu được trao cho anh ta, không có gì trên trang bìa nên anh ta mở nó ra, bắt đầu nhìn vào bên trong, đọc lướt qua những đoạn văn dài, khô khan, chẳng nói lên điều gì và dường như được đưa vào mọi báo cáo của chính phủ vì một lý do nào đó. À, nó đây rồi, nhà khoa học thốt lên khi tìm thấy manh mối có thể cho biết về thứ tồn tại bên trong chiếc hộp kim loại đó. Một quả cầu nặng 6,2 kg từ plutonium-239. Plutonium-239, nhà khoa học đang nghiên cứu trong phòng nghiên cứu do quân đội điều hành gần đây một thời gian và anh biết chính xác đây là gì. Một quả cầu plutonium-239 chỉ có thể là một thứ, đó là lõi cho một quả bom nguyên tử mới. Giống như hộp quả bom nguyên tử đã từng được thả xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki, sức mạnh chưa từng thấy của chúng đã gây ra cái chết và sự hủy diệt ở mức độ thực sự khủng khiếp. Nhưng chính hoa quả bom đó cũng đã giúp chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai, có khả năng cứu sống hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu người khác. Và bất kể anh có thắc mắc đạo đức gì về nó thì đây vẫn là công việc của anh. Và với tư cách là một chuyên gia về vật lý và hóa học, nghiên cứu của anh có khả năng giúp chấm dứt chiến tranh trong tương lai. Rốt cuộc sẽ không ai dám gây chiến khi biết đối thủ của mình có vũ khí có thể gây ra sự hủy diệt trên quy mô cực lớn, phải không? Nhà khoa học xem qua các đánh giá được đánh máy, đọc từng ghi chú viết tay bên lề. Khi đọc quá chúng, anh tìm thấy các cảnh báo về thí nghiệm từ tác giả giấu tên của báo cáo. Có các tài liệu thông báo về độ mỏng của biên an toàn khi xử lý vật liệu để thử nghiệm. Vì lõi được thiết kế để sử dụng trong một vũ khí hạt nhân mới, nó cần phải ở ngay rìa của siêu tới hạn. Điểm mà vật liệu phân hạch trải qua một phản ứng dây chuyền là chìa khóa cho các vụ nổ hạt nhân. Sau đó, có một báo cáo mô tả một thí nghiệm mà trong đó lõi được bao quanh bởi những viên gạch làm bằng carbon wolfram sẽ hoạt động như một loại gương phản chiếu các neutron trở lại lõi. Chúng sẽ đánh bật các neutron khác. Thử nghiệm phải dừng lại trước khi lõi đạt tới siêu tới hạn. Nhưng khi nhà khoa học lật lại trang để xem kết quả, anh ta không tìm thấy gì cả. Không có bất kỳ trang nào trong tập tài liệu cả. Nhà khoa học đã được nghe về những tin đồn liên quan đến loại thí nghiệm này. Họ gọi nó là thí nghiệm cu đuôi rồng. Nhưng phần còn lại của báo cáo đã ở đâu? Đây thực sự có phải là thí nghiệm cuối cùng được thực hiện không? Anh ấy nhìn thấy ở đầu trang rằng thử nghiệm này đã được thực hiện hơn một năm về trước. Đột nhiên, nhà khoa học nhận thấy có người bước qua hành lang. Đó là tướng quân. Anh ta chạy ra ngoài hành lang với tập tài liệu đang vẫy trên tay. Thưa tướng quân, vị tướng dừng lại và quay lại, tỏ vẻ rất khó chịu vì bị chặn lại khi đang trên đường trở về từ một cuộc họp để đến dự một cuộc họp quan trọng khác. Thưa tướng quân, điều gì đã xảy ra trong thí nghiệm cuối cùng? Nhà khoa học hỏi. Không hiểu sao tướng quân lại càng khó chịu hơn trước câu hỏi đó. Cậu không cần biết về điều đó, ông quát nhà khoa học. Thời gian của họ trong dự án đã kết thúc, bây giờ nó là vấn đề của cậu. Sau đó, ông để lại nhà khoa học trong hành lang cùng với tập tài liệu chưa hoàn chỉnh của mình. Nhiều ngày trôi qua và nhà khoa học nhận được thêm các mệnh lệnh về những loại thí nghiệm mà anh ta nên thực hiện. Tất cả chúng đều được thiết kế để đảm bảo rằng lõi plutonium sẽ phù hợp để sử dụng cho một loại vũ khí mới. Trong thử nghiệm mới nhất của mình, anh ấy đã thực hiện một thử nghiệm không khác gì với thử nghiệm cuối cùng được mô tả trong bản báo cáo. Nhưng thay vì sử dụng các viên gạch carbon wolfram để phản xạ neutron trở lại lõi và đạt được độ tới hạn, một cái nắp bằng berylli đã được tạo ra để phủ lên trên quả cầu plutonium. Khi hạ thấp cái nắp, anh biết rằng nếu nó đóng hoàn toàn, nó sẽ khiến phần lõi chuyển tới siêu tới hạn ngay lập tức. Để ngăn chặn điều này, anh sử dụng một tua nơ vít để đỡ một bên của chiếc nắp, cho phép vừa đủ neutron thoát ra để lõi có thể duy trì sự ổn định. Khi hạ thấp cái nắp xuống một chút nữa, nhà khoa học bắt đầu nghe thấy điều gì đó. Ban đầu chỉ là tiếng ồn nhỏ, nhưng dần dần ngày càng nghe rõ. Phóng xạ không tạo ra âm thanh,
Vì vậy anh cảm thấy rất bối rối, đặc biệt là vì nó nghe như tiếng ồn phát ra từ bên trong cái vòm. Nhưng chắc chắn điều đó là không thể. Chắc chắn rằng không có quá trình nào xảy ra trong đó có thể tạo ra bất kỳ loại âm thanh nào cả. Nhà khoa học cúi xuống và nâng mép của cái nắp lên cao hơn một chút, vừa đủ để anh có thể nhìn thấy bên trong. Âm thanh ngày càng lớn hơn. Anh nhìn thẳng vào lõi của plutonium-239 và nhìn thấy một thứ gì đó. Có một chuyển động diễn ra trên quả cầu. Nhà khoa học biết điều này là không thể, nhưng người ta đang tận mắt nhìn thấy chúng. Những hình ảnh nhảy múa trên bề mặt của quả cầu plutonium. Đó là hình ảnh của những khuôn mặt. Những khuôn mặt không tự nhiên, nhăn nhó và méo mó vì đau đớn. Anh nhận ra rằng có thể đây là nguồn gốc của âm thanh mà anh đang nghe thấy. Nó đến từ chính những khuôn mặt đang hét lên. Nhà khoa học giật mình lùi lại và đánh rơi Tunavit trượt khỏi mép của chiếc nắp Nerny, khi nó rơi xuống và bao phủ hoàn toàn plutonium. Ở bên ngoài hành lang, một nhân viên bảo vệ đang phải che mắt trong giây lát vì bị lóa mắt bởi ánh sáng xanh cường độ cao đến từ quả cầu plutonium. Khi tầm nhìn của anh ấy trở lại, anh ấy chạy vào phòng thí nghiệm. Quả cầu plutonium lộ ra trên bàn làm việc và nhân viên bảo vệ nhìn lên thì thấy cái nắp từng che nó đã bị bắn lên trần nhà. Anh ta nghe thấy tiếng rên rỉ từ phía bên kia của bàn làm việc và chạy đến để giúp nhà khoa học. Nhưng anh ta nhìn xuống mặt đất thì chỉ thấy nằm đó trên sàn là một cơ thể bị cháy đen và đầy máu, và phần thịt còn sót lại đang bong ra trên cơ thể. Nhà khoa học đưa bàn tay xương sổ về phía anh ta, phát ra một tiếng kêu rên rỉ cuối cùng trước khi gục xuống. Vũ khí hạt nhân đã cướp đi sinh mạng của vô số con người, không chỉ những người phải hứng chịu trực tiếp năng lượng hủy diệt quá lớn của nó hoặc lượng phóng xạ sau đó, mà còn có rất nhiều người trong số những nhà nghiên cứu đằng sau nó cũng trở thành nạn nhân của một thứ năng lượng quá mạnh đến từ một thế giới khác. Dị thường hôm nay là một ví dụ chính xác về điều đó, khi nó kết hợp sức mạnh khủng khiếp của vũ khí hạt nhân và sức mạnh siêu nhiên. Đây chính là SCP-095-FZ, lõi quỷ. SCP-095-FZ là một quả cầu nặng 6,2 kg, đường kính 89 mm, được cấu tạo hoàn toàn từ plutonium-239. Mặc dù tại một số thời điểm nó có vẻ như là một quả cầu bình thường bằng plutonium, SCP-095-FZ dường như bây giờ lại đang ở trong một trạng thái tiệm cận siêu giới vĩnh viễn. Điều này dẫn đến việc phản xạ phát ra bức xạ alpha gần như không đổi, đủ mạnh để làm hỏng bất kỳ mạch điện nào trong bán kính 20 m. Mối nguy hiểm của quả cầu cũng tăng lên khi đến gần nó. Trong bán kính 10 m, bất kỳ mô sống nào cũng bị chiếu xạ cực mạnh dẫn đến viện vì nhiễm bệnh phóng xạ, trong khi các vật liệu đặc như kim loại hoặc xương sẽ bị kích hoạt trở thành nguồn phóng xạ. Quả cầu plutonium bằng cách nào đó có thể duy trì một khối lượng nhất quán bất chấp trạng thái của nó, dẫn đến giảm khối lượng tổng thể. Người ta giả thuyết rằng nó có thể đang trải qua một số quá trình cải tạo, mặc dù không thể xác định được quá trình này xảy ra như thế nào. SCP-095-FZ đã được thu hồi từ đáy biển gần Bikini, Anton, nơi diễn ra một loạt vụ thử vũ khí hạt nhân của chính phủ Hoa Kỳ, được gọi là chiến dịch Crossroad. Những thí nghiệm này và sau đó bao gồm cả thử nghiệm Castor Bravo dẫn đến kết quả là chuỗi đảo bị nhiễm phóng xạ cực mạnh và nhiều cư dân trên đảo sớm có dấu hiệu nhiễm phóng xạ cấp tính, dẫn đến phần lớn người dân bị buộc phải di tản. Sau cuộc thử nghiệm chiến dịch Crossroad, một nguồn bức xạ bất thường đã được phát hiện trên biển, mặc dù hồ sơ chưa đầy đủ, nhưng có vẻ như lõi của plutonium từng gây ra cái chết của nhiều nhà khoa học bằng cách nào đó đã xuất hiện dưới đáy đại dương. Cho dù việc nó có mặt ở đó là do một lần thử bom thất bại hay bằng một cách dị thường nào đó mà nó xuất hiện ở đó không ai biết, thì bất kể nó đến đó bằng cách nào, việc cố gắng phục hồi vật thể đã dẫn đến cái chết của một số quân nhân Mỹ vì các bệnh liên quan đến bức xạ, điều mà tổ chức SCP đã sớm phát hiện ra. Sau khi hỗ trợ lấy lại quả cầu, plutonium đã được giao lại cho tổ chức SCP quản lý để ngăn chặn. Quả cầu SCP-095-FZ hiện tại được đặt dưới sự giám sát của chi nhánh Pháp của tổ chức SCP. Họ có một địa điểm sẵn sàng để quản thúc, nơi quả cầu được cất giữ trong một cái két trì ngăn bức xạ an toàn và được xếp loại là Euclid. Chỉ các nhân viên cấp D mới được phép vận chuyển và xử lý plutonium vì tác dụng của nó có thể dẫn đến bản án tử cho bất kỳ ai đến quá gần. Họ cũng chịu trách nhiệm vận chuyển quả cầu đến một chiếc địa điểm an toàn mới sau mỗi 6 tháng do những thiệt hại mà nó gây ra cho họ khi bị phóng xạ liên tục bắn phá. Tuy nhiên, tất cả các quy trình ngăn chặn này đã phải thay đổi sau sự kiện ngày 7 tháng 1 năm 2015. Vào ngày đó, 69 năm sau lần đầu tiên nó lấy đi mạng sống của hai nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Los Alamos, và mặc dù nó là một sự kiện không thể xảy ra nếu xét trên khía cạnh khoa học, lõi quỷ đã đột nhiên tự phát siêu thời hạn. Kết quả,
là một vụ nổ xảy ra với cường độ ước tính là khoảng 33 kiloton, tức là khoảng gấp đôi sức mạnh của những quả bom nguyên tử đã được kích nổ ở Hiroshima và Nagasaki. Gần như toàn bộ khu vực chứa SCP-095-FZ đã bị phá hủy cùng với 14 cơ sở lưu trữ dị thường an toàn khác và cơ sở Euclid. Tổng số người chết được ước tính là 285 người, với thương vong đến từ chính vụ nổ cùng với sự sụp đổ của các cơ sở hoặc do bị nhiễm phóng xạ. Điều đáng kinh ngạc là quả cầu đã tiếp tục tồn tại sau vụ nổ, không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã phát nổ bằng sức mạnh của một vụ nổ hạt nhân khi nó được tìm thấy trong đống đổ nát. Các nhà nghiên cứu tổ chức SCP sau khi nghiên cứu lõi quỷ đã xác định rằng nó có khả năng phát nổ trở lại trong khoảng 50 năm nữa, và dấu hiệu rõ ràng duy nhất trước khi nó phát nổ và phá hủy các địa điểm lưu trữ của tổ chức SCP chính là lượng phóng xạ tăng đột biến đo được trong lõi của nó trước khi nó đột ngột đạt đến siêu thời hạn. Các nhà khoa học của tổ chức SCP không biết làm thế nào mà lõi quỷ vẫn có thể tồn tại và làm thế nào mà nó phát nổ mà không có cảnh báo. Một số giả thuyết cho rằng nó là một vòng lặp thời gian, điều này giải thích được chu kỳ nổ tái tạo của nó, và có thể lõi đã thực sự phát nổ vài lần trước khi được tổ chức giám sát. Nhưng có lẽ câu hỏi lớn hơn khi nói đến lõi quỷ hoặc khi nó trở lại thành một vật thể nguy hiểm như vậy là tại sao? Liệu có tồn tại thứ gì đó bên trong quả cầu plutonium dường như bị nguyền rủa này hay không? Liệu đó có phải là một phần linh hồn của những người đã bị thiệt mạng bởi sức mạnh của năng lượng nguyên tử bằng cách nào đó bị giam giữ ở bên trong hay không? Và họ đang cố gắng để thoát ra và giải phóng cơn giận dữ của họ lên thế giới. Nghiên cứu vẫn tiếp tục, nhưng do mối nguy hiểm cao độ đến từ việc làm việc với dị thường, những câu hỏi này có thể vẫn sẽ chưa có được đáp án trong một thời gian dài nữa. Sau khi địa điểm lưu trữ của tổ chức bị phá hủy, SCP-095-FZ được phân loại thành Keter và chuyển đến một bong ke ngầm được thiết kế để chịu được một vụ nổ tương đương với một quả bom nguyên tử tiêu chuẩn, với hy vọng sẽ đủ để chịu được vụ nổ gần như chắc chắn xảy ra một lần nữa. Ngay cả đối với những người hàng ngày đang làm việc gần các dị thường, sức công phá của vũ khí hạt nhân cũng rất đáng kinh ngạc. Một số dị thường đáng sợ và chết chóc nhất do tổ chức SCP giám sát đều không thể so với sự tàn sát mà chính chúng ta tự gây ra bằng vũ khí hạt nhân. Một điều quan trọng cần nhớ là đôi khi những con quỷ thực sự lại nằm bên trong chính những con người của chúng ta. Và bây giờ, hãy xem thêm một tài liệu khác từ hồ sơ của tiến sĩ Bob, như bức ảnh hiện trường kỳ lạ SCP-767, một vật thể dị thường với một bí mật kỳ lạ và chết người. Và hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký vào bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một điều dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.